Xin mời quý vị và các bạn đón xem trận đấu bóng chuyền hơi nữ giữa hai đội tuyển Xuân Phương, huyện Phú Bình và đội tuyển Bắc Sơn, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Tôi xin giới thiệu qua về đội hình của hai đội. Ở trận đấu thứ nhất thì đội tuyển Xuân Phương trong trang phục áo vàng phía gần màn ảnh các bạn hơn và đội tuyển Bắc Sơn phía xa màn ảnh các bạn hơn. Sau đây trận đấu bắt đầu, đội tuyển Bắc Sơn được phát bóng trước. Chắn bóng tốt, điểm đầu tiên cho tuyển Xuân Phương, 1-0. Tuyển Xuân Phương phát bóng, số 8 Quỳnh Như phát bóng. Bóng không qua lưới, tiếp tục thêm một điểm nữa cho tuyển Xuân Phương, 2-0. Lỗi, chưa còi đã phát bóng. À xin lỗi, lỗi bên tuyển Bắc Sơn buộc dây giày, chúng ta yêu cầu buộc dây giày. Quả bóng phát bóng ạ, đồng luận phát bóng. Phát bóng ngoài sân, đội điểm cho tuyển Bắc Sơn, 1-2. Tôi xin giới thiệu qua về trận đấu. Đây là trận đấu giao hữu, nhưng hai cầu thủ của hai đội toàn là các cầu thủ rất mạnh. Đến với sân đấu này là cái sân trung gian, đội tuyển Xuân Phương đến với sân đấu này cũng 7 km và đội tuyển Bắc Sơn đến với sân đấu này cũng 20 km. Họ hai bên hẹn nhau và thi đấu ở sân một cái xã trung gian. Đánh bóng hỏng, điểm số bây giờ là 2-2. Đến với trận đấu này, hai bên hội tụ những cầu thủ rất mạnh, đã từng đi thi đấu ở nhiều giải về. Tập bóng không qua lưới, điểm cho Xuân Phương, 3-2. Quỳnh Trang phát bóng, cả hai bên có những cầu thủ công rất tốt. Rất tuyệt vời các bạn ạ, pha bóng rất dài, không qua lưới. Quỳnh Như đánh bóng không qua lưới, điểm cho tuyển Bắc Sơn, 3-2. Liên tục những pha đập bóng của các cô gái hai bên. Pha chân bóng rất tốt của cầu thủ Vũ đội. Rất tuyệt vời các bạn ạ, hai bên đều công thủ rất tốt. Mở đầu trận đấu những pha bóng cống hiến cho các bạn những pha bóng rất hay. Thả bóng rất tốt của Đỗ Lợi, mang về một điểm nữa cho tuyển Xuân Phương. Tỷ số bây giờ là 4-3. Bỏ nhỏ thành công của tuyển Bắc Sơn, điểm số bây giờ là 4-4. Đập bóng không qua lưới, điểm cho Xuân Phương, 5-4. Số 10 Vũ Nội phát bóng, pha đưa bóng hỏng của cầu thủ Bắc Sơn, điểm cho tuyển Xuân Phương, 6-4. Vẫn còn bóng ngoài sân, tiếp tục thêm một điểm nữa cho tuyển Xuân Phương, tỷ số bây giờ là 7-4.
bóng không qua lưới. Đội điểm cho Bắc Sơn 5-7. Đập bóng không qua lưới 6-7 cho Bắc Sơn. Trận kèo này thì hai đội sẽ đánh 3 set. Nếu thắng 2 không phải đánh set thứ 3, set thứ 3. Nếu qua 2 set hòa nhau, tiếp tục thêm một điểm nữa cho tuyển Bắc Sơn, tỷ số bây giờ là 7 đều. Nếu 2 set hòa nhau thì hai đội phải đấu set thứ 3 15 quả. Bóng không qua lưới. Điểm cho Xuân Phương, tỷ số bây giờ là 8-7. Liên tục những pha công phá của bên tuyển Xuân Phương, nhưng hàng thủ của tuyển Bắc Sơn rất tốt. Bóng ngoài sân. Điểm cho Bắc Sơn, tỷ số bây giờ là 8-8. Pha đá bóng tốt của cầu thủ Bắc Sơn mang về một điểm cho tuyển Bắc Sơn, tỷ số bây giờ là 9-8. Lần đầu tiên Bắc Sơn dẫn điểm. Pha cứu bóng nỗ lực của cầu thủ số 7 vẫn còn bóng. Tuyệt vời lắm các bạn ạ. Bóng ngoài sân. Tiếp tục thêm một điểm nữa cho Bắc Sơn, tỷ số bây giờ là 10-8. Tuyển Bắc Sơn phát bóng. Pha đưa bóng một hỏng của cầu thủ số 7. Bóng ngoài sân. Thêm một điểm nữa cho tuyển Bắc Sơn. 11-8. Rất hay. Trận đấu rất hay. Liên tục dẫn điểm của các cầu thủ Bắc Sơn lội ngược dòng. Bóng không qua lưới. Đổi điểm cho tuyển Xuân Phương. 9-11. Pha chắn bóng tốt. Tiếp tục thêm một điểm nữa cho tuyển Xuân Phương. 10-11. Đập bóng không qua lưới. Điểm cho tuyển Bắc Sơn 12-10. Pha đánh bóng hỏng bên tuyển Bắc Sơn. Đội điểm cho tuyển Xuân Phương, tỷ số bây giờ là 8-12. À xin lỗi các bạn, 11-12. Pha đá bóng rất tốt của cầu thủ số 9. Pha đá bóng rất uy lực. Mang về một điểm cho tuyển Xuân Phương 12-13. Xin lỗi các bạn, 12-13 hay 12 đều. 12 đều. Rồi. Vẫn còn pha bóng rất dài các bạn ạ. Bên Bắc Sơn thủ rất tốt các bạn ạ. Những pha bóng rất khó chịu mà họ vẫn thủ được. Pha bóng rất dài. Bóng ngoài sân, điểm cho tuyển Xuân Phương. Tỷ số bây giờ là 13 đều. Bóng ngoài sân, tiếp tục thêm một điểm nữa cho tuyển Xuân Phương. Tỷ số bây giờ là 14-13. Không, 14 hay 13, mình đang nhìn cái bảng số kia đông rõ.
đúng 14-13 hay 14-12 đây. Bởi vì cái bảng game nhìn không rõ. Mình về mình xem lại video mình bình luận mà. Bóng ngoài sân 15-12. Như mình tính thì 15-12 thì phải. Bởi vì vướng cái chỗ kia khó nhìn quá. Mình bình luận thế này thì mình cũng căn cứ vào cái bảng số kia. 15-12. Vũ Nội phát bóng. À, đang có quả bóng, hai quả bóng trong sân. Kể cả hai bên có những cầu thủ rất rất đều quân. Bóng không qua lưới. Đổi điểm cho tuyển Bắc Sơn. Tỷ số bây giờ là 13-15. Đúng, 13-15 các bạn ạ. Pha đập bóng ngoài sân. Thêm một điểm nữa cho tuyển Xuân Phương. 16-13. Quỳnh Như phát bóng. Bóng không qua lưới. Điểm cho Bắc Sơn 14-16. Phát đập bóng của Đỗ Lợi. Bóng ngoài sân 15-16 cho Bắc Sơn. Tuyển Bắc Sơn phát bóng. Hai đội gần ngang nhau. Trận đấu rất hay các bạn ạ. Hai đội giằng co từng điểm một. Trận bóng tốt. Điểm cho Xuân Phương 17-15. Ăn cơm xong hôm nào chồng ăn sau cũng quản mát đấy, về ăn xong về vậy. Chết rồi. Không được rồi. Bóng ngoài sân. Điểm cho bên Bắc Sơn 16-17. Phát bóng không qua lưới. Điểm cho Xuân Phương 18-16. Bóng không qua lưới. Đổi điểm cho Bắc Sơn 17-18. Hai đội thi đấu rất dai, giằng co từng điểm một. Không có sự chênh lệch về trình độ của hai đội. Vẫn còn pha cứu bóng rất tuyệt vời, vẫn còn. Pha cứu bóng rất tuyệt vời của cầu thủ số 7 tuyển Xuân Phương. Kể cả hai đội hay trận đấu, những pha bóng càng về cuối của hiệp 1 càng hay các bạn ạ. Bóng không qua lưới, điểm cho Xuân Phương, tỷ số bây giờ là 19-17. Cầu thủ của hai đội lúi rúi khi mà cứu bóng, rất hay các bạn ạ. Pha công thủ của cầu thủ áo trắng đội tuyển Bắc Sơn rất hay. Đập bóng không qua lưới, điểm cho Xuân Phương, tỷ số bây giờ là 20-17. Chỉ còn một quả nữa thì kết thúc set thi đấu thứ nhất. Vũ Nội phát bóng. Pha đập bóng ngoài sân. Như vậy kết thúc set đấu thứ nhất thì Xuân Phương tạm dẫn với tỷ số 1-0. Xin mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi set thứ hai. Set đấu thứ hai thì mình sẽ đăng sau. Xin chào các bạn, chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ nhất.